Lịch đánh Nhật Ba Đàm Tường Vận và dàn mỹ nhân xinh mít đỏ sắc với mặt mộc. Ngoài những khoảnh khắc make up chỉn chu trước ống kính truyền thông, các mỹ nhân hoa ngữ cũng gây ấn tượng chẳng kém khi để mặt mộc. Vậy hãy cùng chúng tôi điểm lại và so kẻ xem ai mới là người đỉnh chóp nhất nhé. Lịch đánh Nhật Ba được mệnh danh nữ thần sắc đẹp thế hệ mới của showbiz, Lịch đánh Nhật Ba làm bao trái tim phải lỡ nhịp với style sắc sảo và chút quyến rũ khi tham dự sự kiện. Còn khi rời xa sân phần, các đường nét trên gương mặt cô nàng vẫn rất thanh tú ưa nhìn, khiến chúng tôi trầm trồ và ghen tị không thôi. Đàm Tùng Vận sở hữu gương mặt vô cùng dễ thương ăn gian tuổi, không ít khán giả phải bất ngờ khi biết Đàm Tùng Vận đã vượt ngưỡng tuổi 30. Nhìn vào mặt mộc của nữ diễn viên cầm tâm tựa ngọc mà xem, trông chẳng khác nào thiếu nữ mới 18 đôi mươi, đúng không cả nhà ơi? Niu Diệc Phi thần tiên tỷ tỷ trừ danh của showbiz, Niu Diệc Phi chưa bao giờ ngán bất cứ cuộc đọ sắc nào, và lần này cũng không ngoại lệ. Tự tin khi khoe mặt mộc, chị đẹp này khiến chúng tôi thấy say nắng quá là trời luôn. Dương Mịch nàng tiểu hoa đàn 8X Dương Mịch cũng không ít lần khiến dân tình mãn nhãn khi đu trang, em đẹp không cần son phấn. Chúng tôi cho rằng nhan sắc đáng đồng tiền bát gạo này chính là lý do khiến người đẹp họ Dương luôn trụ vững trên vị trí đỉnh lưu suốt 3 năm qua, dù diễn xuất còn gây tranh luận đấy các bạn ạ. Chị Lộ Tư mặc dù dính hơi nhiều lùm xùm bị mang danh cọ hậu, nhưng mặt mộc của Lộ Tư thì quả thực đỉnh chóp miễn bàn. Với vẻ đẹp trong trẻo thanh thuần, làn da trắng mịn không tì vết, nàng thành nữ xuyên không quả thực là đối thủ nặng kỳ trong danh sách này đó nha. Nghe Ni không phải kiểu mỹ nhân chuẩn mực của showbiz hoa ngữ, nhưng với vẻ đẹp lạ khí chất hơn người, Nghe Ni vẫn làm bao trái tim phải rung rinh mỗi khi xuất hiện. Kể cả khi không son phấn, các đường nét trên gương mặt nàng mưa lũ nàng vẫn rất sắc sảo, hoàn hảo, làn da mịn màng thấy mà mê. Tuy nhiên chúng tôi cũng phát hiện đôi mắt Nghe Ni hơi thâm quầng, có vẻ như nữ diễn viên thần tịch duyên đã có quãng thời gian khá mệt mỏi. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của P-Vlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.